Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì năm mới chúc đại gia đình mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nha mọi người ơi. Rồi, thì hôm trước em có giới thiệu cho mọi người một cái kèo đó chính là coin swap tóc cành, thì nó đã về ha. Rồi mấy hôm trước nữa thì có cái một số kèo như là bi đèn swap tóc cành, rồi mebox ha, nói chung nó đều về. Nếu anh chị nào đã về rồi thì em chúc mừng, còn anh chị nào chưa về thì mình kiểm tra xem mình có thực hiện cái lệnh rút chưa, hoặc là mình có làm đúng các bước chưa. Nếu chưa thì vào cái đường liên kết của video phía trước em hướng dẫn đó, chúng ta làm lại nha anh chị. Rồi hôm nay thì mình tiếp tục làm một cái kèo nữa để đón lộc đầu năm nha. Nói đầu năm chứ hôm nay cũng mùng 3 rồi mọi người. Đó chính là cái Meta Hojiron ha. Bây giờ em sẽ lấy cái contract này em tra cho anh chị xem, thì nó đang phát cho Underdrop. Rồi em sẽ tra cho mọi người xem. Ký hiệu của nó là MTH nha mọi người. Đây, nó chạy, nó đang Underdrop cho chúng ta ha. Nè, cách đây 43 phút đó mọi người ạ. Nói chung cái này em thấy cũng khá là ngon, thì em chia sẻ cho mọi người. Thì anh chị xem cái video này á, thì chúng ta vào cái đường nhấp vào cái mô tả của ở dưới video nè. Rồi sẽ đưa mọi người sẽ thấy cái link để chúng ta làm nhiệm vụ nha. Thì mọi người nhấp vào sẽ đưa mọi người đến một cái trang Telegram để chúng ta làm việc với bot nha mọi người. Rồi chúng ta nhấp vào chữ sai nha. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào chữ xa như em đã lập rồi thì nó sẽ không hiển thị nữa, nhưng mà anh chị sẽ như thế này ha. Đó, mình nhấp vào chữ xa đúng không ạ, thì họ sẽ gửi cho mình một, thì mình nhấp chữ xa thì họ sẽ gửi cho mình cái này nè anh chị, để em copy cho anh chị đọc, anh chị hiểu thì anh chị chỉ cần xem một lần thôi là anh chị sẽ làm được ha. Rồi đó, nói chung là ký hiệu của nó là MTH ha, mạng cửa thông minh Binance Smart Chain BEP20. Đó thì anh rớp là 2 triệu MTH, phân phối ít nhất 72 giờ. Rồi bây giờ ở đây nè, chúng ta sẽ lấy cái contract của nó. Trước tiên chúng ta sẽ lấy cái contract của nó trước nha anh chị. Mình copy ngay cái địa chỉ contract này của nó, sao chép mình vào cái ví chất với lệch của mình ha. Rồi vào dấu hai chấm ở phía trên đây, hai chấm tròn phía trên và bên phải, nhập một dãy số gì đó, rồi tự thêm các đồng tiền mã hóa, đổi mạng Ethereum thành Smart Chain. Cái bước này em sẽ làm tương đối nhanh tại vì hướng dẫn mọi người nhiều rồi. Rồi tới đây chúng ta nhấp vào cái chữ làm xong giúp em, rồi để đó đi ha. Đó xong, mình sẽ nhấp vào cái chữ Join Underdrop. Thì ở đây nè, họ sẽ yêu cầu mình là tham gia hai cái nhóm đây. Anh chị lưu ý nha, Join Group Meta Hojiron Chat nè. Xuống đây nè, tới đây anh chị sẽ nhấp vào chữ Join hoặc là kết nối hoặc chữ tham gia, thì tùy theo cái phông chữ của cái máy anh chị. Chúng ta sẽ nhập cho em là cái chữ Meta, nhập như của người ta vậy đó. Chúng ta copy của họ lại đi. Rồi mình copy nè, mình gửi. Rồi mình ghi thêm chữ giùm em là good tem, hai tem gì đó, mọi người cứ ghi nhiều đi, không có sao đâu. Đó, rồi mình quay lại ha, mình quay lại, mình sẽ tham gia cái nhóm thứ hai. Đó, mình tham gia rồi thì mình có thể là like cho họ vài cái ở đây ha mọi người. Đó, là như vậy. Rồi họ sẽ, sau đó mọi người sẽ nhấp vào cái chữ Isonet nha, tôi đã kết nối rồi. Sau đó họ sẽ kêu mình là follow cái Twitter MTH này nè. Rồi chúng ta nhập tên Twitter của chúng ta. Chúng ta nhấp vào cái biểu tượng này ha. Rồi cái dòng chữ ai cập màu xanh nè mọi người. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ open hoặc là chữ mở dùm em, sẽ đưa mình đến cái giao diện của cái trang Twitter. Thì trước tiên chúng ta nhấp vào cái chữ đang theo dõi đi. Cái thứ hai nữa là mình chỗ đây,
Lúc trước em có chỉ mọi người cái cách mà chúng ta làm như thế này. Rồi chúng ta tag 50 bạn á, rồi chúng ta để bên cái phần tin nhắn này nè, để sau này chúng ta làm chúng ta lấy cho nó nhanh. Rồi chúng ta nhấp vào cái tin nhắn này. Chúng ta chọn cái tem, rồi sau đó cái mũi tên xoay chiều á, mọi người nhấp vào một cái là tweet lại và một cái trích dẫn tiếp cho em ha. Do em đã tweet lại rồi nên là em không có nhấp được nữa. Rồi bây giờ là chúng ta dán rồi, tiếp lại. Ok không ạ? Rồi, sẵn đây em chia sẻ luôn. Cái cách lấy tên Telegram thì chắc anh chị Twitter thì anh chị ít nhiều cũng đã biết rồi đúng không ạ? Nhấp vào biểu tượng của mình nè. Nhấp vào hồ sơ của mình. Rồi có hai cách lấy, một là A còn Hùng Tĩnh 1993, nhưng mà thường thường Twitter nó không có cho lấy, nó ít lấy bằng cái kiểu này. Nó, chúng ta nhấp vào dấu ba chấm ở phía trên và bên phải. Nhấp vào cái chữ chia sẻ. Rồi. Đó. Rồi chúng ta nên lưu nó vào cái tin nhắn đi. Ha. Ở trên đây nè, anh chị sẽ xóa từ cái mức này cho em. Rồi. Ha, như vậy nè. Rồi chúng ta sẽ chọn nó, chọn tất cả. Sao chép. Rồi chúng ta cắt ha, chúng ta cắt, chúng ta chuyển sang cái Telegram. Chúng ta dán vào đúng rồi, như em đã dán rồi nè. Rồi ở đây nó kêu mình play enter rồi nhập cái mã captcha. Thì khi anh chị phải nhập đúng cái mã ha, để xác định chúng ta không phải là bot người máy này kia hoặc là tài khoản giả mạo nha. Chúng ta nhập xong thì nó kêu mình dán cái địa chỉ BNB Smart Chain, thì anh chị vào cái ví shop là hồi nãy á, chúng ta vào cái ví này nè. Rồi chúng ta nhấp vào chữ nhận nè, chúng ta nhấp vào chữ sao chép để chúng ta lấy cái địa chỉ ví để chúng ta rút về á. Rồi mọi người dán vào thì họ để là Thanh Kiều Hùng Tĩnh nè. Rồi xin cảm ơn Hùng Tĩnh, bạn đã đăng ký thành công hen và nhận được 2 triệu MTH đó. Anh góp sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3 nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ menu thì nó sẽ ra như thế này anh chị á. Nhấp vào cái chữ with brow, rồi chữ ba lan, nhấp hết cái mấy cái mục cho em đi. Rồi cái link của mọi người là cái link này nè, chúng ta nhấp vào cái dòng chữ xanh này, chúng ta chọn copy và chúng ta chia sẻ cho nhiều người thêm ha. Nó rất là ngon nên là anh chị mình nó cố gắng làm. Họ có để nè, một 2 triệu chúng ta giới thiệu thì sẽ được 1 triệu hen. Cái cách em chia sẻ cho mọi người đó, nếu mà như thế này luôn em làm luôn. Đây bây giờ em sẽ lấy cái địa chỉ ví của em, địa chỉ đường link của em ha. Đó. Trước tiên á, mọi người muốn lấy cái địa chỉ đường link á thì mọi người có thể nhập vào và chúng ta chọn mở coi đúng cái đường link của mình hay không, hay là đường link của ai đó. Đó là cũng một cái cách để chúng ta kiểm tra nha. Chúng ta chọn copy giúp em đi. Chúng ta chọn hết cái này luôn cũng được rồi, chúng ta copy. Mình chuyển sang cái Facebook. Anh chị tìm cho em một cái chữ như là đào con miễn phí đi ha. Đó. Rồi, dán vào. Mình dán vào thôi. Thì mình gửi đăng lên. Thì anh chị làm khoảng 5 6 nhóm gì đó là được nha mọi người. Nói chung cũng khá là ngon mọi người ơi. Rồi, anh chị mình làm có gì không hiểu cứ hỏi em nha. Em sẽ trả lời cho mọi người ở cái phần bình luận. Rồi em xin phép kết thúc video nha mọi người.